nay đến tham dự cái buổi chờ quế của nhà trường tổ chức thì mẹ thấy rất là vui và cả con được giáo dục rất là nhiều điều ạ. Ví dụ như là hai bé của nhà mẹ thì là học được rất là nhiều điều và đặc biệt là những cái giá trị truyền thống mà nhà trường mang lại. Ví dụ như là kỹ năng soạn đồ lễ của ngày Tết chẳng hạn ạ. Thì đó là một kỹ năng mà mẹ nghĩ rằng là đối với một đứa trẻ 3 tuổi rưỡi thì chắc chắn là khó mà có thể thực hiện được. Nhưng mà hai bé nhà mẹ thì thực hiện rất là tốt và thậm chí là về nhà còn biết là chỉnh cho mẹ nữa. Ở đấy thì ba có 3 đứa cháu, hai cháu nội và một cháu ngoại học ở trường này. Thì thật sự là khi cháu nó về trường này thì tôi cũng rất là tự hào. Thầy cô rồi là nhà trường tổ chức một cái hội chợ xuân thật là quá công phu và rất chi là tỏ ra một cái sự rất đầm ấm giữa nhà trường và phụ huynh với các cháu. Các cháu rất là hồ hởi để mà đi dự cái hội xuân này. Rất là đồng ý với lại là nhà trường về cái những cái phương pháp mà là dạy học và những cái mô hình nhà trường đang triển khai dành cho các bé. Thì chúng tôi rất là muốn là trong tương lai nhà trường sẽ là giữ nguyên và phát triển những cái mô hình như thế này. Bản thân mẹ và cũng như tất cả những các bố các mẹ và những người thân của các cháu hôm nay đến đấy thì rất mong muốn nhà trường tổ chức rất là nhiều hoạt động ý nghĩa như thế này nữa, đặc biệt là những cái hoạt động giáo dục truyền thống mà bấy lâu nay chúng ta đang gần như là chưa quan tâm tới, và đặc biệt là lứa tuổi như các con thì thậm chí là các bố các mẹ còn nghĩ rằng là mình làm hồ con nhiều, nhưng mà mẹ thấy rằng là đấy là một hoạt động rất là tích cực và ý nghĩa, các con học được nhiều điều và thậm chí là con tự làm được nữa. Thực ra thì trước hết là mẹ xin cảm ơn toàn thể hệ thống Khai Minh Đức đã về với Nghệ An để đưa cho các con một môi trường học. Chính xác nó phải dùng từ đó là hướng thiện, với mẹ là như vậy. Và một ngôi trường mà thực sự mẹ tìm kiếm lâu nay ở trên địa bàn thành phố Vinh. Trong một thời gian ngắn mà ở trường đã cho các cháu cái sự thay đổi rất lớn và nhận thấy rõ. Mẹ rất cảm ơn và ghi nhận cái nỗ lực của tất cả thầy cô cũng bán giám hiệu mới của nhà trường. Với sự thay đổi của nhà trường thì chắc chắn là về nhà thấy là các cháu đang thay đổi từng ngày, các cháu ngoan hơn và biết yêu thương, là chia sẻ với lại bố mẹ nhiều hơn. Hôm nay chương trình tảo quân thì mẹ rất là hài lòng và mẹ nghĩ là không phải mình mẹ mà nhiều mẹ khác nữa cũng thấy vui, bởi vì là thông qua cả cái kịch đó thì đã truyền tải được cái thông điệp là khen chê như thế nào với các bé và các bé nên làm cái gì, hiểu nghĩa như thế nào, rồi là làm trò thì phải như thế nào, rồi là cái gì không nên thì các bé cũng thông qua đó nó cảm nhận được, và thấy các cô của trường cũng rất là tâm huyết với các cháu. Thì mình cũng hy vọng với tư cách là phụ huynh thì mong trường càng phát triển và có những cái đầu tư chiều sâu tiếp tục như thế để cho các cháu có những cái nền tảng giáo dục tốt hơn. Cái chương trình tảo quân thì ba thấy là cái nội dung rất chi là ý nghĩa, cả cố rất là tai. Nói chung là xem cái chương trình văn nghệ là thấy phục cả cố. Cả cố giáo dục được cả cháu, bay dày cho cả cháu rất tai. Và đây là một chương trình rất ý nghĩa, bởi vì ở thành phố bây giờ không có những chương trình như thế này nữa. Và rất là vui khi nhà trường đã tổ chức cho các con một chương trình ý nghĩa như thế này. Muốn con mình phát triển một cách toàn diện thì bản thân các bố các mẹ phải là những người luôn luôn đồng hành và hỗ trợ hết mình với nhà trường cũng như các thầy cô giáo. Thì cũng vì những cái nhận thức đó cho nên là mẹ đã cố gắng dành rất là nhiều thời gian và thậm chí là cố gắng sắp xếp thời gian để tham gia cùng với con trong những cái hoạt động. Kể cả là chương trình hôm vừa rồi là hội thảo cho đến hôm nay là gọi hội chợ, thì nhà trường đã thay đổi được nhiều cái nội dung ở trong các cái chương trình này. Thì mỗi năm đều có, nhưng mà năm nay thì tôi thấy là có sự thay đổi và rất chi là phóng phú. Mong muốn là nhà trường rồi là sẽ mở ra nhiều cái chương trình như thế này để rồi là phục vụ các cháu và thậm chí cả phụ huynh nữa.